Vòng vây Avivka hiện chỉ còn 4 km. Ukraine cảnh báo phương Tây. Nga đã mở đợt tấn công thứ ba vào thành trì chiến lược Avivka với hỏa lực mạnh của pháo binh và tên lửa phóng loạt. Khoảng cách giữa hai cánh quân bao vây phía Bắc và phía Nam hiện chỉ còn 4 km. Tổng thống Zelensky tuyên bố cần 3 chiến thắng trên mặt trận ngoại giao cho cuộc chiến này, trong khi Phó Thủ tướng Stefanisya cảnh báo phương Tây về nguy cơ sụp đổ theo hiệu ứng domino. Vòng vây Avivka khép lại chỉ còn 4 km. Trong 24 giờ qua, pháo binh Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào các vị trí đóng quân của Ukraine tại thành trì chiến lược Abipka. Theo các phóng viên chiến trường, Nga đã chiếm được nhiều vị trí mới ở khu vực Kolosova, Vinogradviki và cửa ngõ thành phố. Thông tin từ chiến trường cho rằng tại phòng vây phía đông nam, quân Nga đang tiến dọc theo đường Yasinovatsky từ hướng Yasinovataya. Quân đội Nga cũng đang tiếp tục tấn công theo hướng tây bắc của nhà máy than cốc Abipka điểm chiến thuật của lực lượng vũ trang Ukraine trong thành phố. Vùng hoạt động của không quân Nga cũng đã được mở rộng trong 24 giờ qua. Máy bay chiến đấu của Nga đã có thể tiếp cận làng Natoskino. Hiện tại khoảng cách giữa hai sườn bao vây phía bắc và phía nam đã thu hẹp còn chưa đầy 4 km, khiến mặt trận Abivka tiếp tục nóng lên trên thực địa. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt 16 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 13 chiếc trên bán đảo Crimea và 3 chiếc tại vùng Volnograd. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ ba máy bay không người lái tấn công do Iran thiết kế được Nga phóng đi trong đêm. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel 24, Vitaly Barabash, người đứng đầu thành phố Avdiivka cho biết, đợt tấn công thứ ba của Nga và Avdiivka đã bắt đầu. Hỏa lực Nga đang áp chế dồn dập từ cả phía Nam và phía Bắc. Khu công nghiệp Avdiivka đang phải hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội từ phía Nga. Hiện vẫn còn 1.350 thường dân ở lại trong khu vực nội đô. 102 người khác đã được sơ tán trong tuần qua. Trước chiến tranh, Thành phố này có hơn 30.000 người sinh sống, bà cho biết thêm. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Krimenko, trong 24 giờ qua đã có ít nhất 6 người công qua khỏi, 5 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của Ukraine, trong đó có 3 người trong vụ đánh bom chùm ở ngoại ô phía nam Kherson. Trong một diễn biến khác, Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo rằng Iran có thể đang chuẩn bị cung cấp cho Nga các tên lửa đạn đạo tiên tiến để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Khẳng định mới nhất của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Iran chưa công khai thay đổi quan điểm về cuộc chiến, nhưng gần đây đã có các động thái trao đổi quân sự với Nga sau khi thoát khỏi một số giới hạn của Liên Hợp Quốc về chương trình quân sự của nước này. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine cần chiến thắng ở Mỹ và EU. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang cần 3 chiến thắng ngoại giao ở nước ngoài để hỗ trợ cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Đầu tiên là chiến thắng tại Quốc hội Mỹ, ông Zelensky đề cập tới hàng tỷ đô viện trợ của Mỹ đang bị đóng băng do tranh cãi giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa của Mỹ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tài chính khẩn cấp của Liên bang để duy trì hoạt động của chính phủ cho tới giữa tháng 1 năm 2024, nhưng không bao gồm các khoản tài trợ cho Ukraine. Đó là một thách thức không hề dễ dàng, nhưng Ukraine đang làm mọi thứ có thể, ông Zelensky nói với các phóng viên ở Kiev. Chiến thắng thứ hai, theo nhà lãnh đạo Ukraine, là gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro từ Liên minh châu Âu. Ông nói thêm, không phải tất cả mọi quốc gia EU ngày nay đều sẵn sàng thực hiện gói viện trợ này. Và chiến thắng thứ ba mà Ukraine đang cần là EU phải bắt đầu các tiến trình kết nạp Ukraine vào khối. Lãnh đạo Ukraine hy vọng các thành viên EU sẽ đưa ra quyết định này tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào giữa tháng 12 tới. Ukraine cảnh báo phương Tây về sự sụp đổ theo hiệu ứng domino. Phó Thủ tướng Ukraine cảnh báo hôm 24 tháng 11 rằng các nước châu Âu đang thể hiện sự mệt mỏi và chia rẽ vì diễn biến chiến sự tại Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm Berlin bà Olga Stefanitsa, Phó Thủ tướng Ukraine, phụ trách vấn đề hội nhập châu Âu và Đại Tây Dương, cho biết trên báo chí phương Tây đang xuất hiện một số thông điệp truyền thông về thái độ của các quốc gia đối với cuộc chiến, trong đó có cả phát biểu của những quan chức đề cập tới sự mệt mỏi vì chiến tranh tại Ukraine và những suy luận cho rằng chiến tranh đã kéo dài quá lâu mà không đạt được những mục tiêu ban đầu của phương Tây. Phát biểu tại một sự kiện của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, DGAP, bà Stefanitsa cho rằng quyết tâm của chúng tôi vẫn không thay đổi, Chúng ta không nên đếm từng ngày, chúng ta phải xem xét diễn biến cuộc chiến và những nỗ lực của Ukraine trong cả một quá trình. Và Stefania lưu kể từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7, quân đội Ukraine đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc chuyển đổi sang các tiêu chuẩn của liên minh này với tư cách là một thành viên tiềm năng. Các nhà lãnh đạo NATO từng thảo luận về khả năng kết nạp thành viên đối với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh nhưng không hề có lộ trình hoặc mốc thời gian chính xác được ấn định. Bà cũng cho biết hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu vào giữa tháng 12 này nơi đưa ra quyết định về việc liệu các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine có thể được xúc tiến trong thời gian tới hay không sẽ là thời điểm quan trọng đối với đất nước của bà. Phó thủ tướng Stefanisia khẳng định Ukraine sẽ trở thành một quốc gia EU đáng tin cậy. Những tín hiệu khả quan trong đàm phán gia nhập khối của Ukraine sẽ duy trì động lực tích cực cho việc mở rộng EU cũng như cho cuộc chiến tranh này. Việc trì hoãn lộ trình gia nhập EU và NATO của Ukraine sẽ tạo ra hiệu ứng domino về sự sụp đổ. Các yêu sách của Nga sẽ vượt ra ngoài biên giới Ukraine và có nguy cơ phá vỡ sự thống nhất của Liên minh châu Âu, Phó Thủ tướng Ukraine cảnh báo. Bài học từ Ukraine, đạn pháo kiểu cũ đang được nâng cấp trở thành vũ khí công nghệ cao. Các công ty vũ khí đang tăng cường tầm bắn độ chính xác và khả năng sát thương của đạn pháo chủ lực trên chiến trường. Điều này hầu như không thay đổi trong nhiều thập kỷ. Theo tờ Street Journal của Mỹ, tại một nhà máy vùng nông thôn Na Uy, các kỹ sư đang cải tiến một loại đạn pháo mà họ cho rằng sẽ có tầm bắn xa hơn nhiều lần so với các loại đạn pháo truyền thống hiện đang được sử dụng trên chiến trường ở Ukraine. Công việc này là một phần trong xu hướng rộng lớn hơn của các công ty vũ khí nhằm tăng tầm bắn, độ chính xác và khả năng sát thương của đạn pháo vốn hầu như không thay đổi trong nhiều thập kỷ những tiến bộ công nghệ mang lại một số loại đạn pháo khả năng tương tự như tên lửa nhưng với chi phí thấp hơn và thời gian sản xuất nhanh hơn hứa hẹn một sự thay đổi đáng kể đối với pháo binh vì nó đóng vai trò lớn nhất kể từ chiến tranh việt nam một số loại đạn pháo hiện đại bao gồm cả loại dẫn đường tới mục tiêu bằng định vị vệ tinh và loại khác được đẩy bằng động cơ tên lửa cỡ nhỏ đã được triển khai ở ukraine và israel rõ ràng là mục tiêu tiếp theo của các nhà sản xuất vũ khí, ví dụ như là Base Systems hay là General Dynamics, là chế tạo những quả đạn pháo có tầm bắn xa hơn, đồng thời đẩy nhanh tốc độ sản xuất để thay thế lượng hàng tồn kho đang giảm dần. Công ty quốc phòng Namo có trụ sở tại Na Uy hợp tác với Boeing đang thử nghiệm đạn pháo ở Rofos, sử dụng cái gọi là động cơ Ramies mà hãng cho biết có thể tăng tầm bắn của chúng lên tới khoảng 140 km pháo nòng tiêu chuẩn có tầm bắn khoảng 25 km với đạn thông thường và pháo tầm xa hơn, chỉ khoảng 50 km. Liền, giám đốc chương trình động cơ đẩy chiến thuật tiên tiến tại Nam Mô cho biết đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Chúng ta đang bắn tên lửa bằng pháo. Nam và Boeing cho biết cuộc thử nghiệm ở Arizona vào tháng trước đã lập kỷ lục khoảng cách mới nhưng không tiết lộ quả đạn được bắn bao xa. Namo đã nghiên cứu đạn pháo với công nghệ Ramjet từ năm 2018 và dự án sẽ chưa sẵn sàng để sản xuất hàng loạt trong 3 năm nữa. Camilla Kikemo Arms, kỹ sư phát triển cấp cao tại Namo cho biết, một thách thức của quá trình đẩy đầu đạn là đảm bảo rằng bất kỳ thành phần mới nào bên trong lớp vỏ đạn đều có thể chịu được lực cực lớn do súng bắn ra. Base Items cũng đang nghiên cứu các loại đạn pháo mới mà họ cho biết đã lập kỷ lục về khoảng cách, một phần nhờ kích thước nhỏ hơn. Công ty quốc phòng lớn nhất châu Âu hiện sử dụng loại đạn pháo có kích thước chỉ bằng một nửa cỡ nòng 155 ly thông thường được sử dụng bởi các loại pháo tiêu chuẩn của phương Tây. Để bắn loại đạn mới ra khỏi nòng tiêu chuẩn, Base đã bọc nó bằng một lớp vỏ kim loại nhẹ có thể rơi ra ngay khi đạn rời khỏi nòng. Thông thường, vỏ càng nhỏ thì nó sẽ di chuyển càng xa. Jim Miller, phó chủ tịch phụ trách bộ phận về phát triển kinh doanh tại BASE cho biết, theo truyền thống, nếu muốn quả đạn bắn xa hơn, chỉ cần tăng cỡ nòng hoặc là tăng lượng thuốc phóng và các quân đội thì vẫn chưa thực sự từ bỏ thiết kế đạn cơ bản tương tự được sử dụng kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Ông Miller, cựu sĩ quan pháo binh Mỹ, chia sẻ thêm mục tiêu của Bay là tăng gấp đôi tầm bắn của một loại pháo nòng dài, được gọi là pháo cỡ nòng 52. Năm ngoái, công ty đã thử nghiệm bắn một phiên bản đạn pháo mới với khoảng cách đạt được tầm 110 km và đang nỗ lực tăng tầm bắn hơn nữa. Việc tầm bắn xa hơn đã trở nên đặc biệt quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái có nghĩa là rất dễ phát hiện pháo binh và sau đó nhắm mục tiêu vào nó các bệ pháo càng ở xa thì khả năng nó nằm ngoài tầm bắn của máy bay không người lái và phản công càng cao ông miller nói